này cái nụ gồ công nha bạn. Mấy cái này mình gọt đế rồi mình bó bầu lại nha các bạn. Mấy cái này mình có thúc đế lại rồi mình bó bầu lại, mình làm bầu mới lại. Nó gọn cây lắm. Này thúc bầu lại, không để bầu riêng nhiều. Cái bầu này về mấy bạn để im, mấy bạn để trong mát được khoảng vài tháng luôn, nó sống trong này bình thường rồi. Bạn thích bạn nuôi trong này được khoảng nửa năm cũng được nữa. Nó ra để hết trong này luôn cũng được. Rồi nhổ ra trồng cũng được. Tại cái bầu này mình bó lại. Cái bầu riêng đó mình gọt lại mỏng lắm. Thúc đế lại mỏng lắm. Cái này cái đế nó cũng nở nhìn đẹp cái bài. Cho chạy nước. Cái này nuôi mặt khỉ lá lớn nha bạn. Cái này lấy mặt tiền bên đây thì mốt nó ra cái cành điểm bên đây với điểm trên đây luôn. Cũng phải điểm chỗ này nè, hai ba chỗ ra chỗ này nữa nè. Còn không thích bắt cái cành này thì gọt luôn, cái xẻo này bỏ. Nhớ lấy mặt tiền này gọt luôn, thẹo nó bỏ cũng được. Chiều cao nó được 17. Cái này chắc được khoảng 22, 23 quá, nở cái cũ. Xét dưới góc thì được khoảng 26 nè. Còn ngay chỗ này được khoảng 21. Mấy cái này thì cây nhà mình bứng lên nha bạn. Nên không có phân thuốc gì, cây nhà mình làm mình biết. Rễ lông, rễ nhuyễn nó nhiều lắm. Nói chung tỷ lệ thì sống nó sẽ cao. Gần như 90%. Còn nhiều khi mua mấy cây phân thuốc người ta rải phân hóa học, nhiều khi mình bứng nó lên về mình trồng nó bị sặc phân. Còn cây nhà mình sản xuất ra nên mình biết. Bao sống luôn, dễ sống lắm. Nuôi mật khỉ nha bạn. Mấy cái này cũng già, lô này mình trồng khoảng được 2 năm mấy, nó già cây lắm. Không có phân thuốc, nó già cây, nu lên nuôi lắm. Mấy nhánh tơ lên nuôi, mấy nhánh khúc trên lên quá trời nuôi. Nuôi công nha bạn, nuôi mật khỉ.